Mua vậy cho sướng vậy. Có nhiều người không biết á, đi mua hàng cũ mà cũng 23, 24 rồi. Đó. Em này bán hàng mới rẻ bằng hàng cũ. 22 thôi. 22, 23, 24 có nhiều. Dạ. Vậy không? Dạ đúng rồi đó anh. Mình mua hàng mới dùng an tâm, tại vì rồi luôn bên trong đó. Đó đúng rồi. À, phiếu bảo hành của công ty Yamaha đó. Dạ. Cái này là lúc cái này về là đẳng cấp. À, lấy cục nguồn ra đã, cái cục nguồn bên kia anh kìa. À, lấy cục nguồn ra. Rồi. Cái đàn anh bưng lên bỏ lên cái chân nó cũng được, hoặc là mình bưng lên cái mình đẩy cái nắp thùng hay là mình bỏ trên cái nắp thùng luôn cũng được, thích cái nào bỏ cái đó. Dạ đó đúng rồi. Rồi, ok. Thông cảm nghe. Đó, anh bưng ở giữa cái đàn luôn, không cần không cần. Đó, bưng giữa luôn. Không cần đó. Cái này là một người làm vô tư. Thêm phức à, để y vậy cho đẹp. Cẩn thận anh ha. Rồi, cẩn thận giúp. Rồi, đã đúng rồi đó. Thơm nữa hả? Cái đàn mới khui nó Này thơm, bố thì trong ngắn mày hơn rồi. không? Cái tên xin tầm ghi này bố trong mày rồi, có đi. Dạ. Mà nói với dùng USB là chính anh ơi. Luôn mới điệu với xem rồi. Không, cái này nói vậy chứ lưu nhiều lắm anh. Anh rút cục nguồn giúp em các cục nguồn nãy rồi ta. À. Đây, ô đi bên nào. Quá đẹp. Mua dài luôn cho khỏe anh, mua là góp dư cực. Có mấy người mà Không có tiền chứ dạ. nói gì sáng Dạ. mượn lâm hết. Có mấy người mà thân quen á, em nói với họ là thôi em mượn người thân đi, anh mượn người thân đi. Và góp nó không có phí. Bằng cùng lắm không có người thân cho mượn á. Thì mình mới đụng đến ngân hàng chứ đụng đến ngân hàng mệt lắm anh. Rồi, quá tuyệt vời.